liên quan đến vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở thành phố Thủ Đức. Chiều 25 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm Trần Hữu Phúc, sinh năm 2001, ngụ tỉnh An Giang, trú thành phố Thủ Đức, với đặc điểm nhận dạng cao 1m76, da ngăm đen, mặc quần lửng sọc trắng đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân. Các đơn vị như cục C01, C02, C03, C04 thuộc Bộ Công an, phòng BC01, BC02, BC03, BC04, BC08 thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an 34 phường của thành phố Thủ Đức được đề nghị phối hợp truy tìm nghi can Trần Hữu Phúc. Cùng với đó, khi người dân phát hiện nghi can cần báo ngay cho Công an thành phố Thủ Đức ở địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với số đường dây nóng 028 3896 6109 và 0919 830 1888 gặp cán bộ Nguyễn Văn Sáng. Trước đó, vào tối 24 tháng 7, tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, người mẹ của nạn nhân đã phát hiện con gái mình là chị T, sinh năm 1999, nằm chết trên nệm ở trên gác phòng trọ. Liền sau đó, bà đã báo công an. Sau khi chị T được phát hiện tử vong thì Phúc không có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Mẹ của nạn nhân cho biết bà nghi con gái mình bị Phúc sát hại do mâu thuẫn tình cảm.